chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Ôm lộc phú quý, hốt về tiền tỷ, phất lên như diều gặp gió, muốn nghèo cũng khó, trở mình đổi kiếp giàu sang, tiền vàng nhét nước két. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Hợi sinh 1983 thân mến, thực tế chúng ta sống trên đời, nhân vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên, ta không quyết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân, tức con người mình. Nên lắm lúc bạn cần phải ngồi lại ngẫm về những gì mình đã trải qua, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự vấn và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi và ở thời điểm tư duy của bạn thay đổi. Trình độ của bạn thêm nhiều, tư cách của bạn thêm vững mạnh thì cũng mới là lúc bạn xứng đáng có được cơ hội để cuộc đời biến chuyển, giúp cuộc đời thăng hoa. Nếu vẫn cứ mãi là rượu đấy thì sẽ luôn là bình đấy, chẳng thể nào có được sự đổi thay chuyển mình. Hãy sống có niềm tin vào bản thân, có sửa đổi cầu tiến, cầu thị trong bản tâm bản tính. Thay vì để một ngày nào đó bắt đầu chuyển, hy vọng bạn có thể xốc lại tinh thần, tìm lại chiến binh bên trong mình, bắt đầu sự thay đổi ngay từ ngày hôm nay bạn nhé. Những lời này chưa chắc bạn đã cần khi bạn đang thông thuận, nhưng nếu bạn đang không thông thuận, có thể đó là điều bạn cần nhìn lại trong chính con người mình. Thưa quý khán giả, theo tử vi học phương Đông chỉ rõ, bước vào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, chúng ta sẽ chứng kiến sự chuyển mình rõ nét trong vận khí của mỗi người khi mà thời điểm thanh lọc đang diễn ra mạnh mẽ. Đây không chỉ là thời điểm giao mùa mà còn là giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với người tuổi Quý Hợi sinh 1983. Thời gian này không đơn thuần là một bước ngoặt, mà còn mở ra những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và cải thiện tài chính đối với tuổi Quý Hợi, những người vốn nổi bật với sự khôn ngoan, quyết đoán và bản lĩnh. Đây chính là lúc tập trung cao độ, biết cách nắm bắt thời cơ và thận trọng trong mỗi bước đi. Những tín hiệu từ các tinh soi chiếu cho thấy, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này sẽ mang đến cả cơ hội và thử thách, đòi hỏi Quý Hợi phải thực sự nhận thức rõ ràng về vận mệnh của mình, để không chỉ tránh được những rủi ro mà còn tận dụng tối đa may mắn đạt được thành công như mong muốn. Trong video này, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả đi sâu vào từng khía cạnh của cuộc sống của quý bản mệnh tuổi Quý Hợi. Trong vận trình đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, từ công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe cho đến tình duyên và gia đạo, mỗi phương diện đều sẽ được phân tích kỹ lưỡng để quý bản mệnh có cái nhìn toàn diện, biết rõ những điều cần lưu ý và những cơ hội mà thời điểm này mang lại. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây quý khán giả nhé, để có cái nhìn tổng quan, sau đó khám phá từng chi tiết cụ thể để cải thiện vận mệnh của mình. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của những người tuổi Quý Hợi sinh 1983 là một hành trình không hề đơn giản mà đầy ắp những thăng trầm và thử thách. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, ta dễ dàng nhận thấy rằng họ đã trải qua nhiều gian truân, vất vả từ những ngày đầu còn trẻ cho đến thời điểm hiện tại. Trong cuộc sống, họ thường phải đối mặt với những biến cố không lường trước, từ vấn đề tài chính đến các mối quan hệ cá nhân, những ngày tháng đầu đời. Có thể Quý Hợi đã phải chứng kiến cảnh thiếu thốn và khó khăn, dù môi trường xung quanh không thuận lợi nhưng từ trong sâu thẳm, họ luôn mang trong mình khát vọng vươn lên. Chính những trải nghiệm ấy đã hô đúc cho họ một tinh thần kiên cường, không ngại khó khăn. Họ hiểu rằng, cuộc sống không chỉ là những điều dễ dàng mà còn là hành trình đối mặt với thử thách và tìm kiếm cơ hội. Khi trưởng thành, Quý Hợi đã phải đối mặt với nhiều áp lực trong công việc. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến với thời gian và những yêu cầu khắt khe. Họ đã từng trải qua những thất bại và nỗi buồn, nhưng chính nhờ những điều đó, họ học được rằng thất bại không phải là điểm dừng mà là bài học quý giá. Qua mỗi thử thách, họ tìm thấy sức mạnh bên trong mình và biết rằng mình có thể vượt qua mọi gian khó. Dù vậy, có những lúc Quý Hợi cảm thấy chông chênh và đơn độc, họ đã từng ngồi một mình, tự hỏi liệu mọi nỗ lực của mình có xứng đáng hay không. Tuy nhiên, những giây phút ấy lại chính là cơ hội để họ nhìn lại bản thân, để nhận ra giá trị của sự kiên trì và lòng quyết tâm. Họ hiểu rằng, không phải lúc nào cũng có được thành công ngay lập tức, mà điều quan trọng là phải biết tiếp tục đứng dậy và đi tiếp. Giờ đây khi đã trải qua nhiều năm tháng, nhìn lại chặng đường đã qua,
Quý Hợi có thể tự hào với những gì mình đã đạt được. Có thể thành công không đến một cách rực rỡ, nhưng họ đã có đủ thứ cần thiết trong cuộc sống. Họ biết rằng hạnh phúc không phải là sự so sánh với người khác, mà là sự hài lòng với những gì mình đang có. Họ đã học được bài học quý giá rằng biết đủ chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa hạnh phúc. Cuộc sống bây giờ đối với họ là những điều giản dị nhưng tràn đầy ý nghĩa. Họ trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình, những buổi tối quây quần bên nhau, những tiếng cười rộn rã của trẻ nhỏ và cả những phút giây thư giãn giữa bộn bề công việc. Họ đã tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc bản thân, trong việc theo đuổi những sở thích cá nhân và trong việc kết nối với những người xung quanh. Thành công trong cuộc sống của Quý Hợi không chỉ được đo bằng vật chất mà còn bằng những mối quan hệ bền chặt, những ký ức đáng quý và sự bình yên trong tâm hồn. Họ đã trải qua bao gian khó nhưng nhờ vào sự kiên cường và biết trân trọng những điều nhỏ bé, họ đã tìm thấy ánh sáng hạnh phúc trong chính cuộc sống của mình. Cuộc đời của tuổi Quý Hợi sinh 1983 chính là minh chứng cho việc biết đủ sẽ hạnh phúc. Họ đã viết nên câu chuyện của chính mình bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ và giờ đây họ đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với một trái tim đầy yêu thương và lòng biết ơn. Quý Hợi 1983 có bản tính lương thiện và khoan dung. Họ cũng là kiểu người có tính cách thẳng thắn, hiền lành và ngây thơ. Đặc điểm này giúp Quý Hợi được mọi người xung quanh yêu mến và quý trọng. Quý Hợi được yêu mến không chỉ vì họ hiền hòa, mà bản thân họ có lòng bao dung và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Phụ nữ Quý Hợi lại càng thú vị. Họ không chỉ hoạt bát, nhanh nhẹn, có trí thức mà còn tốt bụng. Sau khi kết hôn, họ sẵn sàng trở thành mẹ hiền, dâu thảo. Đàn ông Quý Hợi cũng rất yêu gia đình. Họ thường dùng sự lương thiện của mình để dạy dỗ con cái. Đặc điểm, tính cách này lại khiến nhiều Quý Hợi trong công việc gặp chút bất lợi. Đó là khi chẳng may gặp phải thất bại thì họ dễ bị suy sụp nặng nề. Cho nên, Quý Hợi cần chú ý tìm cách làm thế nào để bản thân vực dậy tinh thần, tiến bước về phía trước. May mắn là Quý Hợi có sự kiên trì và tinh thần cầu tiến trong công việc cao nên họ sẽ sớm tìm được lối đi cho riêng mình. Một điểm sáng trong tính cách giúp Quý Hợi gặp được tài vận tốt, đó là họ thường tự tin trong công việc, không chỉ có ý chí kiên cường, mà năng lực lãnh đạo của Quý Hợi cũng được thể hiện, giúp họ đưa ra được nhiều phương pháp xử lý công việc ổn định. Ý chí của Quý Hợi còn thể hiện ở chỗ, khi gặp vấn đề khó khăn, họ đều suy xét kỹ lưỡng, cho nên phần lớn công việc của họ đều được giải quyết thỏa đáng. Khi làm việc, Quý Hợi có khả năng tập trung cao độ, khi đã đặt ra mục tiêu cũng sẽ dốc toàn tâm, toàn lực để thực hiện. Đôi khi Quý Hợi dồn hết tâm trí vào công việc mà quên đi những gì đang xảy ra xung quanh. Có nhiều Quý Hợi thời niên thiếu gặp không ít khó khăn, đến khi trưởng thành họ rất tích cực làm việc, phát triển bản thân để tạo cho mình cảm giác an toàn. Sự tích cực phấn đấu vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào của Quý Hợi chính là điểm đáng quý. Đây cũng là chìa khóa giúp họ mở ra nhiều cơ hội quý báu trong đời. Quý Hợi sẽ có xu hướng tính cách đa dạng khi sinh vào các mùa khác nhau trong năm, nhưng họ đều có điểm chung là rất biết cách đối nhân xử thế. Quý Hợi sinh vào mùa xuân thường có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ cũng chú trọng sự nghiệp, mặc dù được hưởng những điều kiện thuận lợi. Nhưng Quý Hợi sinh vào mùa xuân vẫn luôn nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu. Họ dành nhiều thời gian cho công việc và cũng rất ham học hỏi các tri thức mới. Quý Hợi sinh vào mùa hè thường có quý nhân giúp đỡ trong đời. Có lẽ ngay từ nhỏ đã được hưởng phúc khí, đạt được nhiều thành công dễ dàng, nên họ có thể lười biếng và có phần nhu nhược. Nếu như không tích cực nỗ lực thì khi gặp phải khó khăn, họ dễ bị suy sụp. Lời khuyên dành cho Quý Hợi sinh vào khoảng thời gian này là đừng dựa dẫm vào người khác và nên không ngừng phát triển hoàn thiện bản thân mình. Quý Hợi sinh vào mùa thu có khả năng giao tiếp nhạy bén, được lòng mọi người. Những người sinh vào thời gian này cũng thường là người có địa vị xã hội. Không chỉ biết cách ứng xử mà họ còn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nên họ cũng tạo được nhiều mối quan hệ tốt. Quý Hợi sinh vào mùa đông vốn chịu nhiều vất vả từ nhỏ. Tuy nhiên, chính vì vậy mà trong họ có thể trưởng thành và chín chắn hơn so với Quý Hợi sinh mùa khác. Tính cách của họ ngay thẳng, không thích giấu giếm, nên nhiều khi làm mất lòng mọi người. Ở một khía cạnh, những khó khăn họ gặp phải là do chưa biết khai thác nguồn tri thức trong cuộc sống, ngại va chạm, lười học hỏi. Cho nên, lời khuyên dành cho Quý Hợi sinh vào mùa đông, nếu muốn cuộc đời thuận lợi, tài vận rực rỡ hơn thì phải năng đi ra ngoài, nhìn xa trông rộng và không ngừng học hỏi nhiều điều mới. Nam mệnh tuổi Quý Hợi thường là những người không coi trọng vật chất, đôi khi họ không coi trọng cả tiền bạc. Chính điều này đôi khi ảnh hưởng đến tài lộc của họ,
không những tài lộc không mất đi mà lại ập về. Năm Mệnh Sinh 1983 thường có cơ hội kiếm được nhiều tiền, đường tiền tài mở rộng, ở tuổi này lại hay mất bình tĩnh, đôi khi ảnh hưởng đến tiền tài. Chỉ cần điều khiển được cảm xúc của bản thân là có thể hóa dữ thành lành. Những người này cần tu luyện tâm tính để khi làm việc tinh thần không bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh và bản thân không bị lung lay trước những lời bàn ra tán vào của người khác. Về phương diện tình cảm thì nam mệnh Quý Hợi, bạn thường có xu hướng rất nghe theo lời người yêu hoặc vợ. Tuy nhiên, không phải họ không biết phân biệt đúng sai, chỉ là họ đang cố gắng nhường nhịn để dung đắp tình cảm mà thôi. Tuy nhiên, trong tình cảm, bản thân nên có chính kiến để về lâu về dài xây dựng được mối quan hệ quý hiếm và tôn trọng nhau. Trong sự nghiệp của mình, nam mệnh Quý Hợi thường không có ai để phù trợ, tự tay dựng lên cơ đồ, cho nên phải quyết định mọi thứ. Đôi khi có hơi mệt mỏi, nhưng sau những giấc đánh đổi thì thành công sẽ nhanh chóng đến. Nữ mệnh tuổi Quý Hợi từng là những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống một cuộc đời sung túc. Đôi khi có những người không may mắn sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì sau khi lấy chồng cũng được nhờ vả và sống một cuộc sống đầm ấm. Nữ mệnh Quý Hợi tính cách dù là những người ôn hòa, rất biết thân, biết phận, trong con đường sự nghiệp thì được gia đình, người thân phù trợ, vì thế cuộc sống rất an nhàn. Tuy nhiên, đôi khi trong công việc lại gặp phải kẻ ghen tị, nữ mệnh Quý Hợi hơi nóng tính, điều này sẽ làm mất đi mối quan hệ và ảnh hưởng khá nhiều đến tiền tài. Vì vậy cần chú ý lời ăn tiếng nói, ứng xử khôn khéo để có thể dĩ hòa vi quý hơn trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Bạn là những người suy nghĩ khá đơn giản nên hiếm khi thấy họ buồn rầu, là người khá rộng rãi, không bao giờ tính toán quá chi hay keo kiệt, sống khá đẹp và không bao giờ làm điều xấu sau lưng người khác. Khá hiền lành, biết nhẫn nhịn, không thích lừa gạt người khác, là những người thông minh và ham học hỏi, có mưu trí và nhanh nhẹn, và họ cũng là những người khá tốt trong giao tiếp, ăn nói. Họ biết hưởng thụ cuộc sống, không khiến bản thân rơi vào tình trạng buồn khổ. Họ có ý chí nên không bao giờ quan tâm đến chuyện bị người khác châm biếm và trêu chọc. Vì vậy có thể làm chuyện lớn, mọi thứ trong cuộc đời họ đều có kế hoạch, cũng có thể sống yên vui. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Quý Hợi sinh 1983, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Người tuổi Quý Hợi đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này sẽ trải qua nhiều biến động và thách thức, với bản chất thông minh, vui vẻ và hài hòa. Bạn luôn là người được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, tử vi dự báo rằng, trong thời gian này, bạn thường xuyên cảm thấy do dự trước những quyết định quan trọng. Sự lưỡng lự này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bạn, mà còn gây tác động đến tiến trình chung của tập thể. Bạn có thể cảm thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường, không biết nên bước tiếp hay quay lại, và chính sự chần chừ này là nguyên nhân cản trở con đường thành công của bạn. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, tử vi khuyên bạn nên tạm gác lại những ham muốn về danh lợi. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để theo đuổi những mục tiêu lớn lao về sự nghiệp hay tiền bạc, vì có thể bạn sẽ không đạt được kết quả như mong đợi. Thay vào đó, hãy dành thời gian để học hỏi từ sách vở, từ những kinh nghiệm quý giá của những người đã từng trải qua khó khăn. Đôi khi những bài học từ quá khứ sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Một điểm quan trọng trong thời điểm này là bạn phải tự giúp chính mình, đừng trông chờ vào sự giúp đỡ từ người khác, bởi vì bạn mới là người hiểu rõ mình nhất. Hãy vạch ra một tầm nhìn rõ ràng, xác định mục tiêu cụ thể, và đặc biệt là chấp nhận rằng khó khăn là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Khi đối mặt với thử thách, hãy chủ động tìm kiếm giải pháp thay vì chờ đợi phép màu. Chính Ấn là một ngôi sao may mắn trong tử vi sẽ luôn ở bên bạn. Nhưng bạn cần phải kiên nhẫn, mọi thứ sẽ diễn ra chậm rãi từng bước một. Nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực, bạn sẽ gặt hái được thành quả đáng tự hào. Trong những tình huống tiêu cực, đừng vội buồn bã hay nản lòng. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, và chỉ khi bạn biết cách tìm ra những mặt tích cực từ khó khăn, bạn mới có thể trưởng thành. Không ai là hoàn hảo, và bạn cũng không cần phải tự áp đặt mình phải trở thành người giải quyết mọi rắc rối một cách toàn vẹn. Điều quan trọng là học cách đối mặt với mọi thứ bằng một tinh thần lạc quan và bình tĩnh. Trong thời điểm này, cảnh báo từ sao Thái Tuế cũng không nên bị xem nhẹ, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Vì thế, bạn cần phải cẩn thận hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi đi lại hoặc tham gia vào những hoạt động có nguy cơ cao. Trong công việc, hãy tập trung vào những chi tiết nhỏ, không nên vội vàng hay lơ là. Khi xuất hành xa, hãy kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ để đảm bảo an toàn.
Về phương diện tình cảm, thời điểm này có thể bạn sẽ trải qua những cảm xúc khó diễn tả. Là người khá nhạy cảm, dễ đồng cảm với người khác, bạn có xu hướng đa tình và chính điều này đôi khi khiến bạn cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát trái tim mình. Bạn có thể dễ bị cuốn vào một mối quan hệ nào đó, thậm chí cảm thấy khó lòng dừng lại. Nhưng hãy tỉnh táo và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về mặt tình cảm. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch là thời điểm mà tuổi Quý Hợi cần phải thận trọng và sáng suốt. Dù có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu biết cách đối mặt với chúng bằng sự kiên nhẫn và nỗ lực, bạn vẫn sẽ có cơ hội gặt hái những thành quả xứng đáng. Hãy tin tưởng vào bản thân và sẵn sàng cho những thay đổi tích cực. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Quý Hợi sinh 1983, từ sau 15 rằm tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Quý Hợi sinh 1983, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi có thể đối diện với những thử thách không nhỏ. Tự hình xuất hiện khiến bạn dễ bị nóng vội, suy nghĩ tiêu cực và bạn cảm thấy không hài lòng với tình hình hiện tại. Nhiều khi bạn cảm thấy mình đã nỗ lực rất nhiều nhưng thành quả lại không tương xứng, không được đánh giá cao như người khác, dẫn đến cảm giác bức bối, khó chịu. Điều này khiến bạn rơi vào trạng thái tự trách móc bản thân và dễ sinh ra tâm lý chán nản, mệt mỏi. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của thương quan trong thời điểm này dự báo những rắc rối nơi công sở có thể sẽ làm bạn phiền lòng. Bạn có thể gặp phải những mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc xảy ra tranh cãi với cấp trên. Những lúc như vậy, sự nóng nảy có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn và bạn cần đặc biệt chú ý kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy tỉnh táo hơn trong cách xử lý tình huống, lùi lại một bước để nhìn nhận sự việc một cách toàn diện hơn. Một lời khuyên quan trọng trong thời điểm này là không nên quá ôm đồm và nhận hết trách nhiệm về mình. Việc giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn là điều rất đáng trân trọng, nhưng bạn cũng cần biết giới hạn. Đừng để người khác lợi dụng lòng tốt của bạn để rồi gánh hết trách nhiệm không thuộc về mình. Hãy khéo léo cân bằng giữa việc giúp đỡ người khác và việc bảo vệ quyền lợi của bản thân. Nếu bạn cảm thấy mỗi ngày đi làm trở thành gánh nặng, mất dần niềm vui và đam mê, đó là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên suy nghĩ về việc thay đổi. Dành quá nhiều thời gian ở một nơi làm việc mà bạn cảm thấy không còn sự hứng thú, trong khi tinh thần và sức khỏe bị bào mòn là điều không nên. Hãy tự hỏi bản thân liệu mình có đang lãng phí thời gian vào những thứ không mang lại giá trị tích cực hay không. Đôi khi thay đổi chính là chìa khóa để tìm lại niềm vui và hứng khởi trong công việc, và hãy nhớ rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một hành trình mới. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Hợi sinh 1983, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận trình tài lộc của người tuổi Quý Hợi sẽ trải qua những biến động không ngừng. Với sự xuất hiện của sao tứ lục nhập cung chính đông, dòng chảy vận khí của bạn trở nên thất thường. Chỉ mới vừa thấy tài lộc thuận lợi, tình hình có thể đột ngột đổi chiều khiến mọi kế hoạch tài chính của bạn rơi vào tình trạng bất ổn. Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự cảnh giác và cẩn thận luôn luôn là yếu tố then chốt để bảo vệ tài sản. Khi túi tiền đầy đặn, nhiều người thường bị cám dỗ bởi sự chi tiêu, thích mua sắm những món đồ xa xỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Tuy nhiên, thời điểm này lại yêu cầu bạn phải có sự tỉnh táo và tiết chế. Điều bạn học được trong giai đoạn này chính là việc lên kế hoạch tài chính cẩn thận. Hãy để ra một khoản tiền tiết kiệm phòng hờ cho những rủi ro bất ngờ, bởi vận may không phải lúc nào cũng kéo dài. Đừng để sự đam mê với một món đồ nào đó khiến bạn rút sạch túi tiền đã dày công tích lũy. Hãy xem số tiền tiết kiệm này như một chiếc phao cứu sinh, giúp bạn vượt qua những đợt sóng bất ngờ của cuộc đời. Trong thời điểm này, việc thực tế và lý trí trong các giao dịch tài chính sẽ là chìa khóa thành công cho bạn. Các quyết định kinh doanh cần được xem xét kỹ lưỡng, tránh tình trạng nóng vội hoặc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhất thời. Dù có bất kỳ cơ hội nào xuất hiện, bạn cũng cần phân tích một cách thận trọng, đánh giá kỹ càng về tiềm năng lợi nhuận cũng như rủi ro. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm không đáng có và giữ cho dòng tiền của mình luôn trong tình trạng an toàn. Đối với những người tuổi Quý Hợi đang không ngừng tìm kiếm cơ hội làm ăn mới, thời điểm này có thể là thời điểm để bạn bắt đầu xây dựng một nền tảng kinh doanh vững chắc. Các dự án mới có khả năng mang lại nguồn lợi nhuận ổn định, nhưng điều quan trọng là bạn phải biết kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ. Lợi nhuận không đến ngay lập tức, nhưng với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, bạn sẽ thấy rằng những nỗ lực của mình bắt đầu đơm hoa kết trái. Nhìn chung,
Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch là thời điểm mà tài lộc của người tuổi Quý Hợi đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn trọng. Dù vận may có đến nhưng nếu không biết cách quản lý tài sản có thể dễ dàng tuột khỏi tầm tay. Hãy nhớ rằng, tiền bạc không chỉ là công cụ để thỏa mãn những mong muốn nhất thời, mà còn là nguồn lực để bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn. Việc bạn biết cách kiểm soát và tích lũy sẽ quyết định sự bền vững của tài chính trong tương lai. Thời điểm này, hãy đề cao tính thực tế, tránh xa những cám dỗ vật chất không cần thiết. Hãy dành thời gian để hoạch định cho sự phát triển dài hạn. Bạn sẽ không chỉ bảo vệ được những gì mình đã có mà còn tạo dựng được một nền móng tài chính vững chắc cho những năm tháng sắp tới. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Hợi sinh 1983, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch với nhiều bận rộn và áp lực công việc chính là thời điểm người tuổi Quý Hợi cần đặt sức khỏe lên hàng đầu. Giai đoạn này không chỉ đơn thuần là những thay đổi về mặt thể chất, mà sức khỏe tinh thần cũng đang gánh chịu những tác động không nhỏ. Đôi khi, bạn có thể cảm thấy công việc gia đình và cuộc sống hàng ngày tạo nên một áp lực vô hình, khiến tinh thần trở nên căng thẳng mà chính bạn cũng không nhận ra. Điều quan trọng nhất trong thời điểm này là bạn phải học cách lắng nghe cơ thể mình. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực hoặc lo âu chiếm lấy tâm trí, bởi chúng có thể là nguồn cơn dẫn đến những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Bạn có thể cảm thấy mình vẫn đang kiểm soát mọi thứ tốt, nhưng thực tế những mệt mỏi về tinh thần đang dần ăn mòn năng lượng của bạn. Lời khuyên cho bạn là hãy dành thời gian cho bản thân, tìm đến những phương pháp giúp giải tỏa căng thẳng như yoga hoặc thiền định. Những phương pháp này không chỉ giúp bạn thanh lọc tâm trí mà còn cải thiện tinh thần, giúp bạn đối diện với cuộc sống một cách bình tĩnh và sáng suốt hơn. Trong thời điểm này, bạn cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Việc tiêu thụ quá nhiều đồ ăn xấu, lạnh hoặc các món ăn bổ béo, khó tiêu, có thể gây tổn thương cho tỳ và dị, dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, sức khỏe đường ruột ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ cơ thể. Do đó, việc lựa chọn những thực phẩm dễ tiêu và bổ dưỡng là điều cần thiết. Đừng chỉ chú trọng đến việc thưởng thức món ăn ngon, mà hãy quan tâm đến cách mà cơ thể phản ứng với những gì bạn ăn. Ngoài ra, thời điểm này có sự ảnh hưởng của thái tuế, vì thế bản mệnh cần cẩn trọng hơn khi di chuyển, đặc biệt là khi xuất hành xa. Đừng vì quá bận rộn hoặc quá vội vàng mà bỏ qua sự an toàn của bản thân. Việc chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong quá trình đi lại, đặc biệt là khi bạn lái xe hoặc tham gia các hoạt động giao thông, sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ gặp phải các sự cố không mong muốn. Nhìn chung, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch không chỉ là thời điểm để bạn tập trung vào sự nghiệp hay tài lộc, mà còn là lúc để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Cơ thể và tinh thần đều cần sự quan tâm đặc biệt trong giai đoạn này. Đừng để những áp lực công việc hay cuộc sống cuốn bạn đi mà quên mất việc nghỉ ngơi, thư giãn. Hãy dành thời gian để tái tạo năng lượng, tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn. Hãy luôn nhớ rằng, sức khỏe chính là nền tảng quan trọng nhất cho mọi thành công. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Hợi sinh 1983, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, người tuổi Quý Hợi sẽ cảm nhận được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống tình cảm. Nhờ vào sự ưu ái đặc biệt từ vũ trụ, những vì sao chiếu mệnh đang mang lại cho bạn cơ hội để thăng hoa trong tình yêu, làm mới lại các mối quan hệ. Với những ai đang độc thân, một nửa kia có thể bất ngờ xuất hiện khiến bạn không khỏi bồi hồi và choáng ngợp. Người bạn đã mong chờ bấy lâu sẽ đến vào lúc bạn ít ngờ nhất, mang theo sự ấm áp, thấu hiểu mà bạn luôn tìm kiếm. Tình yêu lúc này như một ngọn lửa âm ỉ cháy sưởi ấm trái tim bạn sau những ngày dài cô đơn. Đối với những người đã có đôi, thời điểm này là cơ hội để cả hai cùng nhau điều chỉnh lại cách giao tiếp, tạo ra một mối quan hệ cân bằng và hài hòa hơn. Dù tình yêu đã qua nhiều thử thách, nhưng chính lúc này lại là thời điểm bạn nên nhìn nhận lại cách cư xử của mình. Đôi khi, vì quá lý trí, luôn tìm cách kiểm soát hay yêu cầu từ đối phương sẽ làm mất đi sự tự nhiên trong tình yêu. Nếu bạn biết lùi bước, biết bao dung hơn cho những thiếu sót của người bạn đời, tình cảm sẽ trở nên dễ chịu và sâu sắc hơn. Trong tình yêu, không phải lúc nào cũng cần phân định rạch ròi giữa đúng và sai, giữa trắng và đen. Những cuộc tranh luận hay bất đồng sẽ luôn tồn tại, nhưng thay vì tìm cách giành chiến thắng, hãy chọn cách nhượng bộ, đặt mình vào vị trí của đối phương. Điều này không chỉ giúp bạn giữ được sự hòa thuận trong mối quan hệ, mà còn làm cho tình yêu trở nên bền vững hơn theo thời gian. Hãy nhớ rằng, tình yêu không phải là cuộc chiến để phân thắng bại, mà là sự đồng hành, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau.
Bên cạnh đó, thời điểm này còn mang đến cho bạn cơ hội để làm mới tình cảm, tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn mà cả hai có thể cùng trải qua. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để xây dựng lại sự gần gũi, tăng cường kết nối với người bạn đời bằng những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Một bữa tối ấm cúng, một cuộc trò chuyện chân thành hay một cái ôm đúng lúc có thể làm tan biến mọi khúc mắc trong lòng cả hai. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch sẽ là thời điểm để người tuổi Quý Hợi đón nhận những điều tốt đẹp trong tình duyên. Tình cảm sẽ nở hoa nếu bạn biết cách nuôi dưỡng và chăm sóc cho mối quan hệ của mình. Hãy trân trọng và giữ lấy những giây phút bình yên bên người bạn yêu thương, bởi đó chính là nguồn năng lượng giúp bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên, tử vi tuần thứ 3 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh 1983, tức từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch là thời điểm người tuổi Quý Hợi cảm nhận rõ ràng nhất sự thay đổi trong vận trình. Đây là tuần mà bạn cần chủ động hơn trong mọi lĩnh vực, từ công việc đến đời sống cá nhân. Công việc có thể diễn ra chậm hơn so với mong đợi, nhưng đừng vì thế mà nản lòng. Chính những lúc khó khăn sẽ là thời điểm bạn tích lũy kinh nghiệm và thể hiện bản lĩnh của mình. Tài chính trong tuần này không quá khả quan, có thể bạn sẽ phải đối mặt với một vài khoản chi ngoài dự kiến. Điều này yêu cầu bạn phải lên kế hoạch tài chính chặt chẽ hơn, đồng thời tránh xa những quyết định đầu tư mang tính rủi ro cao. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mạo hiểm. Về tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy có thể trải qua một vài thử thách. Có thể bạn cảm thấy đối phương thiếu sự quan tâm, nhưng thay vì trách móc, hãy thử cùng nhau trò chuyện để hiểu rõ hơn về cảm xúc của cả hai. Những người độc thân trong tuần này cũng cần kiên nhẫn hơn trong việc tìm kiếm người bạn đồng hành, đừng quá vội vàng. Sức khỏe trong tuần cũng cần được quan tâm, đặc biệt, bạn có thể gặp phải tình trạng mệt mỏi, căng thẳng tinh thần do áp lực công việc và cuộc sống. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động thể dục nhẹ nhàng để cải thiện sức khỏe. Tiếp theo là tử vi tuần cuối cùng trong tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh 1983, tức từ ngày 24 đến hết tháng 10 âm lịch. Trong tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch, người tuổi Quý Hợi sẽ cảm nhận được sự kết thúc của một chu kỳ đầy thăng trầm và chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới với nhiều hy vọng hơn. Công việc dần đi vào quỹ đạo ổn định, bạn có thể nhìn thấy kết quả từ những nỗ lực của mình. Đây là lúc bạn có thể thả lỏng một chút, tận hưởng những thành tựu nhỏ trước khi tiếp tục hành trình chinh phục mục tiêu lớn hơn. Tài lộc trong tuần cuối có phần khởi sắc, nhưng bạn vẫn nên duy trì sự cẩn trọng trong chi tiêu. Những khoản tiền bất ngờ có thể xuất hiện, nhưng cũng có những chi phí phát sinh không ngờ tới. Lời khuyên cho bạn là hãy sử dụng tài chính một cách thông minh, ưu tiên những nhu cầu thiết yếu và dành phần còn lại cho việc tiết kiệm. Về tình duyên trong tuần này có sự hòa hợp hơn, những hiểu lầm, tranh cãi trong mối quan hệ sẽ dần được giải quyết, mang lại sự yên bình cho cả hai. Nếu bạn biết cách nhún nhường và lắng nghe, mối quan hệ sẽ trở nên sâu sắc hơn. Với những người độc thân, đây là thời điểm bạn có thể gặp được người đặc biệt, nhưng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không cần phải vội vã. Sức khỏe trong tuần này có dấu hiệu phục hồi sau những căng thẳng trước đó, tuy nhiên, bạn vẫn cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và tránh xa những yếu tố gây căng thẳng. Nếu có thể, hãy dành thời gian cho bản thân đi dạo hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời để cải thiện tinh thần. Quý bản mệnh tuổi Quý Hợi sinh 1983 thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần, mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Quý Hợi sinh 1983 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Phật bản mệnh A-di-đà là Phật bản mệnh của những người tuổi Quý Hợi sinh 1983.
tuổi Quý Hợi có thể gặp nhiều thách thức và biến hóa trong cuộc đời, và Phật bản mệnh A-di-đà được xem như một nguồn động viên và ảnh hưởng tích cực đối với số mệnh của họ. Phật bản mệnh A-di-đà không chỉ đại diện cho sự bình an và hạnh phúc, mà A-di-đà là vị Phật có tình thương và lòng nhân ái sâu sắc, chú trọng đến việc giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn và đau khổ. Do đó, người tuổi Quý Hợi có thể tìm thấy niềm vui và sự viên mãn từ việc tìm hiểu về Phật bản mệnh này. Ngoài ra, tư tưởng về việc tích cực giữ đạo đức tốt và xây dựng tâm hồn thanh tịnh cũng là một tác dụng quan trọng của Phật bản mệnh A-di-đà đối với tuổi Quý Hợi. Thông qua việc áp dụng triết lý này vào cuộc sống hàng ngày, họ có thể tạo ra môi trường tích cực xung quanh mình và tìm kiếm niềm vui, sự hài lòng và hạnh phúc từ việc chia sẻ, giúp đỡ những người khác. Tượng Long Quy. Long Quy là linh vật mang đầu rồng mình rùa, thể hiện sự mạnh mẽ và quyền uy đối với người tuổi Quý Hợi sinh 1983. Tượng Long Quy có thể tượng trưng cho khả năng tiền tài, quản lý tài chính và thực hiện các mục tiêu lớn. Các biểu tượng này đã thúc đẩy họ vươn lên vượt qua các chiêu thức và giải quyết khó khăn, tạo nên sự thịnh vượng và thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Long Quy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Quý Hợi duy trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Các biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng phấn đấu, không bao giờ từ bỏ và tìm kiếm những cơ hội mới. Long Quy còn có khả năng tiêu trừ những năng lượng tiêu cực, giúp người tuổi Quý Hợi giữ vững tinh thần và đối diện với mọi vấn đề, giải quyết một cách tự tin. Tượng ba vị thần Phúc Lộc Thọ. Tượng ba ông Phúc Lộc Thọ cực kỳ phổ biến, vì ba vị thần tượng trưng cho ba ước muốn từ xưa của con người là Phúc, Lộc, Thọ, là sự giàu có, quyền lực và may mắn. Bên cạnh cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài, ba ông Phúc Lộc Thọ luôn được đặt cạnh nhau, không bao giờ tách rời và theo thứ tự cụ thể. Bên trái luôn luôn là ông Phúc với tất cả nguồn năng lượng phước lành và may mắn, ở giữa là ông Lộc với niềm tin về sự thành công và tài chính ổn định. Ông Thọ luôn ở bên phải mỉm cười và ban tặng những món quà của tuổi Thọ và cuộc sống yên bình. Thuyền buồm đầu rồng. Thuyền buồm kết hợp đầu rồng tượng trưng cho gió nước, biểu tượng mang lại nhiều cuộc giao dịch kinh doanh thành công tốt đẹp và thu về nhiều lợi nhuận tiền của. Tuổi Quý Hợi nên đặt vật phẩm phong thủy chiêu tài này trong văn phòng, cửa hàng, với đầu rồng quay vào bên trong để điều hướng dòng tiền, sự may mắn về phía bạn. Tượng voi. Voi, loài voi trong tự nhiên có sức mạnh phi thường, không thua gì mãnh hổ hay nhiều loài động vật thông minh khác. Theo phong thủy bày tượng, voi trong nơi ở văn phòng sẽ giúp bình ổn công việc làm ăn, thu hút tài lộc, trấn yểm giận xấu, trong nhà luôn có điểm lành. Kim tự tháp Thạch Anh. Kim tự tháp là một khối hình học đặc biệt, nó có thể sản sinh ra năng lượng đặc thù và vô hình. Dạng thức năng lượng huyền bí này được hình thành từ nhiều hướng và công dụng đa dạng, vô cùng đặc biệt. Đá Thạch Anh giúp cho dòng năng lượng ổn định và giữ nguyên tính chất khi sóng điện từ và TV. Cùng một lúc nó đã hội tụ năng lượng cực lớn tại khoảng giữa trung tâm kim tự tháp và ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Dạng năng lượng này có thể giúp cho người thiếu ngủ hay mất ngủ hoặc người lao động với cường độ quá cao có thể lấy lại sức khỏe. Gương bát quái. Gương bát quái là một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất, được sử dụng trong phong thủy để bảo vệ, khắc phục hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu. Nếu được sử dụng chính xác, gương bát quái giúp ngăn chặn nhiều việc nguy hiểm, ngăn ngừa bệnh tật, tai nạn, trầm cảm, điều tiết khí trường và từ trường trong phòng, khiến tâm trạng bình tĩnh, thoải mái, điều tiết sự cân bằng của cơ thể dần dần phục hồi sức khỏe khi bị những căn bệnh mãn tính. Biểu tượng cá giàu sang phú quý và may mắn là ý nghĩa của biểu tượng hình cá. Theo phong thủy, tượng cá chép, cá rồng hoặc tranh vẽ cá sẽ mang đến thịnh vượng cho văn phòng và căn nhà của bạn. Nhiều doanh nghiệp vận dụng thêm yếu tố ngũ hành để đặt bể cá cảnh như cá vàng, cá bảy màu, cá chép gần lối đi để tăng thêm dưỡng khí cũng rất hiệu quả. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn từ đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.